Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình cải hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập tới bất ngờ, đổi đời đại gia, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tổ tiên báo mộng, hưởng lộc trời cho, tiền có đổ về như thác lũ, vào dược mặt đại gia. Quý khán giả thân mến, sống ở trên đời đã bao năm, chắc hẳn chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống này thực sự là vô thường, những điều xảy ra ngày mai không thể lường trước được. Chúng ta đều biết rằng vạn sự, vạn vật hoạt động theo quy luật nhất định và vận mệnh của quý khán giả cũng không ngoại lệ. Chỉ có số ít người có thể nắm bắt thời cơ như diều gặp gió để đổi vận và trở nên giàu có, thịnh vượng trong chớp mắt. Trong số đó có tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, bước vào thời điểm 3 tháng cuối năm tới đây. Nhờ nhiều các tinh chiếu mệnh, thời gian này được coi là bình an, đầy những chuyển biến tích cực cho con giáp tuổi Đinh Mùi. Quý khán giả thân mến, sinh mệnh của chúng ta chính là một quá trình. Quá trình này với một số người là dài đằng đẵng, hoặc với một số khác lại là một quá trình ngắn ngủi. Tạm thời ông trời ban cho chúng ta sinh mệnh, đồng thời cũng ban cho chúng ta rất nhiều những trắc trở, chông gai. Không thể cứ mãi luôn cho rằng cuộc sống lúc nào cũng tròn đầy thế kia. Đời người lúc nào cũng có những điều khiến cho ta tiếc nuối, và không ai có thể quay trở về quá khứ để mà bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ai ai cũng đều có thể bắt đầu từ bây giờ, nhờ vậy mà có thể viết nên một kết cục hoàn toàn khác. Theo tiết lộ mới nhất từ giới tiên tri tử vi cho thấy, bước sang 3 tháng cuối năm 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 bất ngờ được trời thương Phật độ mà vận trình ngời ngời rực sáng. Trong thời gian này, không những đường công danh sự nghiệp phất mạnh, mà tài lộc cũng ùn ùn kéo tới nhà, nợ nần cũ được trả sạch, tiền bạc cứ hết lại có, dơi lại đầy, sung sướng như tiên. Vậy, thời gian này sẽ mang tới cho họ những cơ hội và vận may gì? Vận trình tử vi chi tiết 3 tháng cuối năm 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết dưới đây nhé! Quý cô bác tuổi Đinh Mùi thân mến, với tuổi Đinh Mùi người ta thường nói rằng từ suy nghĩ đến hiện thực là một hành trình đầy thách thức. Con dê của tuổi Đinh Mùi hay còn gọi là dê vàng, dê hoàng kim, không chỉ tượng trưng cho sự cao quý mà còn cho sự dễ dàng trên đường đời, sự thông thái và thông minh. Những người tuổi này luôn mang trong mình nhiều ý tưởng, khát khao. Đinh Mùi muốn phát huy bản thân để đạt được vinh hoa, phú quý, không bao giờ chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Họ ẩn chứa sự muốn bay bổng, thành công sớm và thành tựu nhanh. Thậm chí họ luôn tin tưởng rằng mình là người đặc biệt, chỉ cần cố gắng sẽ đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, việc làm chủ bản thân lại là vấn đề mà Đinh Mùi thường vướng mắc. Sự mong muốn trải nghiệm bốn phương khiến họ thiếu sự rõ ràng trong định hướng tương lai. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được gọi là thất quần chi dương, dê lạc đàn, mang trong mình những đặc điểm tính cách và cuộc đời độc đáo. Những người tuổi này thường được miêu tả với sự hòa nhã, thông minh, nhưng cũng đầy khát vọng và mong muốn khẳng định bản thân, thông minh và sáng tạo. Người sinh Đinh Mùi thường có trí tuệ sắc bén và khả năng sáng tạo vượt trội. Họ luôn có những ý tưởng độc đáo và cách nhìn nhận vấn đề khác biệt. Nhân ái và hòa nhã, họ có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sự hòa nhã và khả năng giao tiếp tốt giúp họ dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Khát vọng và tham vọng, Đinh Mùi luôn khát khao thành công và không chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Họ muốn khẳng định mình và đạt được vinh hoa phú quý. Họ thích sự tự do, thích trải nghiệm, khám phá những điều mới lạ,
Điều này đôi khi làm họ thiếu định hướng rõ ràng trong cuộc sống. Luôn có tinh thần lạc quan, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, họ luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tin tưởng vào khả năng của mình. Tuổi trẻ gian nan trong những năm tháng đầu đời, Đinh Mùi thường gặp nhiều khó khăn và thử thách. Những sóng gió, hoạn nạn đến bất ngờ, chỉ nhằm thử thách lòng kiên định của họ. Nếu vượt qua được, họ sẽ đạt được những thành công lớn lao. Khi bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, cuộc sống của Đinh Mùi trở nên ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn. Tài lộc hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi. Dù đôi khi phải đối mặt với những khó khăn do yếu tố bên ngoài, nhưng nhờ sự bình tĩnh và khả năng tự chủ, họ vẫn có thể giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Tuổi Đinh Mùi mong muốn trải nghiệm bốn phương, khiến họ đôi khi mất định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, họ luôn tìm cách để hòa hợp giữa sở thích cá nhân và mục tiêu cuộc sống. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. 3 tháng cuối năm 2024, đây là thời điểm thú vị và đầy thách thức với Đinh Mùi. Phần lớn khó khăn đến từ yếu tố bên ngoài, nhưng họ vẫn có cơ hội để tận dụng và biến khó khăn thành thành công, tùy thuộc vào cách họ đối phó và tận dụng cơ hội. 3 tháng cuối năm 2024 mang lại cho người tuổi Mùi nhiều cơ hội và thành công. Đinh Mùi sẽ có những bước tiến lớn và ổn định hơn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố tiêu cực, được hỗ trợ bởi nhiều các tin may mắn, cuộc sống của Đinh Mùi sẽ phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn và thuận lợi, có những thời điểm Đinh Mùi có thể gặp phải những khó khăn hoặc cảm thấy buồn chán, dẫn đến sự suy giảm vận trình. Tuy nhiên, nếu Đinh Mùi luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và tự tin trong mọi tình huống, thì thời điểm 3 tháng cuối năm sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Đinh Mùi. Sự thông minh và sáng suốt sẽ giúp Đinh Mùi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. 3 tháng cuối năm 2024 sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và Đinh Mùi có thể được thăng chức lên vị trí cao hơn, phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, dù đã đạt được thành công lớn, Đinh Mùi hãy luôn giữ tinh thần cố gắng và không ngừng phấn đấu để duy trì thành công. Về mặt tài chính, 3 tháng cuối năm 2024 sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Bất kể Đinh Mùi làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng có thể sở hữu một khoản tiền dư giả. Những người làm công ăn lương được hưởng nhiều khoản thưởng và phụ cấp, thậm chí còn có cơ hội thăng chức để tăng thu nhập. Đối với những người kinh doanh, việc ký kết các hợp đồng lớn và áp dụng các chiến lược hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp. Với những người đã có gia đình, Đinh Mùi nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho đối phương để ngày càng hiểu nhau, duy trì không khí ấm áp và niềm vui trong căn nhà của mình. Không có gì đáng lo ngại về sức khỏe của bản mệnh trong 3 tháng cuối năm 2024, công việc thuận lợi giúp Đinh Mùi không phải lo lắng và căng thẳng quá nhiều. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, Đinh Mùi vẫn cần chăm chỉ tập thể dục và không nên làm việc quá sức. Sau đây sẽ là cụ thể tử vi chi tiết trên từng phương diện trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. 3 tháng cuối năm, thời điểm đặc biệt may mắn với người tuổi Đinh Mùi, nhất là trong việc phát triển sự nghiệp. Sao chính ấn và chính quan sẽ hỗ trợ Đinh Mùi trong việc theo đuổi công danh, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm cao sẽ giúp Đinh Mùi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, không tránh khỏi những khó khăn và thử thách trong quá trình làm việc, nhưng Đinh Mùi không nên dễ dàng từ bỏ tinh thần quyết tâm và tích cực. Điều này sẽ giúp Đinh Mùi đạt được mục tiêu và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Hơn nữa, sao Thiên Đức sẽ mang đến cho Đinh Mùi những người bạn đáng quý vào thời điểm cần thiết nhất và chỉ dẫn Đinh Mùi đến với những cơ hội để vượt qua khó khăn. 3 tháng cuối năm sẽ là cơ hội để Đinh Mùi tiến bộ và đạt được vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình. Khi được thăng chức hoặc được đề cử, hãy tự tin và nhận lấy những gì xứng đáng với mình. Hãy cố gắng làm việc tốt hơn để mang lại lợi ích cho tập thể. Đó là cách tốt nhất để đền đáp những người đã giúp đỡ mình. Đối với những người mới bắt đầu trong một công việc hoặc môi trường làm việc mới, sao Thiên Ấn sẽ giúp Đinh Mùi duy trì tinh thần lạc quan, tích cực và tự tin trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Quan điểm mới của Đinh Mùi sẽ gây ấn tượng với mọi người xung quanh và giúp tập thể tìm ra hướng đi hiệu quả hơn. Tại thời điểm này, bạn hãy cứ dũng cảm làm những điều mà mình cho là đúng, vì nếu Đinh Mùi có lòng quyết tâm, cả vũ trụ sẽ ủng hộ Đinh Mùi. Bên cạnh đó, những kẻ tiểu nhân sẽ lùi bước và Đinh Mùi không cần phải lo lắng về những người xung quanh nữa,
vì tất cả đều là những người có thiện ý đến với Đinh Mùi. Dưới mọi hoàn cảnh và môi trường, Đinh Mùi sẽ phát triển nhanh chóng, nghĩa là Đinh Mùi không tự mãn với những thành tựu của mình và ngủ quên trên chiến thắng. Xét về phương diện tài lộc, trong 3 tháng cuối năm, bản mệnh sẽ có sự tăng trưởng vững chắc và ổn định trong lĩnh vực tài chính. Nếu Đinh Mùi cống hiến và nỗ lực hết mình thì sẽ thu hoạch được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Đối với những người làm công ăn lương, sao chính ấn và thiên ấn sẽ giúp đỡ Đinh Mùi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được thưởng và hoa hồng. Cấp trên cũng sẵn lòng thưởng cho những nhân viên chăm chỉ và tài năng như Đinh Mùi, nếu Đinh Mùi tin tưởng vào bản thân và những thành tích đã mang lại cho đội, nhóm. Đinh Mùi có thể tự tin và tích cực thảo luận về việc tăng lương với cấp trên, vì khả năng được chấp thuận là rất cao. Đối với những người kinh doanh, sao thiên đức sẽ giúp Đinh Mùi vượt qua nhiều thách thức trên thương trường. Quý nhân sẽ xuất hiện khi Đinh Mùi cần nhất, giúp Đinh Mùi thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Người tuổi Đinh Mùi có tâm tính hòa nhã và thiện lương nên xây dựng được nhiều mối quan hệ tích cực. Đinh Mùi không chỉ tìm được những đối tác chung chí hướng, mà còn được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh đầy triển vọng. 3 tháng cuối năm là thời điểm lý tưởng để Đinh Mùi ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh và biến những kế hoạch đã đề ra thành hiện thực. Người lãnh đạo thông minh và sáng suốt sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn và mang lại lợi ích cho tập thể. Đinh Mùi không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ những người tin tưởng và cống hiến hết mình cho Đinh Mùi. Ngoài ra, Đinh Mùi nên tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Chỉ cần Đinh Mùi là người tốt bụng và không tính toán, thì đến một ngày, Đinh Mùi cũng sẽ được những người xung quanh giúp đỡ. Thậm chí trong quá trình làm từ thiện, Đinh Mùi còn có thể kết nối với những người tài giỏi hoặc đối tác quan trọng. Xét về phương diện sức khỏe, 3 tháng cuối năm, Đinh Mùi sẽ không phải đối mặt với bất kỳ rủi ro sức khỏe lớn nào. Sức khỏe của Đinh Mùi sẽ duy trì ổn định, tâm hồn, tư duy mới và lạc quan. Điều này sẽ giúp Đinh Mùi theo đuổi tất cả những mong muốn, tham gia vào nhiều hoạt động và đạt được mục tiêu của mình. Nếu Đinh Mùi đang gặp vấn đề với các bệnh mãn tính, đây là thời điểm để tích cực tập luyện và tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, đồng thời sử dụng thuốc đúng cách. Đinh Mùi có thể thấy sự cải thiện trong tình trạng sức khỏe của mình. Một số người thậm chí có thể tìm ra liệu pháp phù hợp và được chữa khỏi bệnh trong 3 tháng cuối năm nay. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tình duyên của người tuổi Đinh Mùi trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ rất êm đềm và hạnh phúc. Đinh Mùi đã chú ý hơn đến cách ăn nói và cư xử của mình, vì thế mà Đinh Mùi được lòng mọi người xung quanh và nhận được nhiều tình cảm yêu mến. Đối với người đã có gia đình, Đinh Mùi sẽ có một mái ấm hạnh phúc khi các thành viên luôn quan tâm và hiểu nhau. Vợ chồng Đinh Mùi sẽ luôn chia sẻ và cổ vũ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Trong gia đình, việc cha mẹ và con cái có những khác biệt trong suy nghĩ và hành động là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hai bên luôn cố gắng hiểu và đặt mình vào vị trí của nhau, từ đó không có sự xung đột nào xảy ra và cả hai cũng ngày càng hiểu nhau hơn. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi được dự đoán có nhiều tiến triển tích cực nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Ở thời điểm này, bản mệnh có thể mạnh dạn mưu sự triển khai kế hoạch công việc, bởi xác suất thành công khá cao, khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần, chỉ bảo kịp thời. Do vận quý nhân cũng trên đà tăng cao, con giáp này là người đa tài, tháo giác, nên nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới, hiểu được lòng của người làm lãnh đạo. Do đó, công việc của bạn tiến triển đi lên một cách đều đặn, dường như bạn chẳng hề gặp phải bất cứ vướng mắc nào nhờ thái độ làm việc hiệu quả và tích cực. Không khó để được lãnh đạo công nhận và đánh giá cao, một số người có thể được cử đi công tác hoặc nhận các dự án quan trọng, thay mặt cấp trên đứng ra tổ chức sự kiện lớn. Với khả năng giao tiếp tốt và sự tự tin của mình, tuổi Đinh Mùi có thể nhanh chóng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về cuối tháng, vận trình càng khởi sắc, một số người còn đem về cho doanh nghiệp nhiều bản hợp đồng lớn. Đây là những bước phát triển tốt trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên tháng này có hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh vẫn nên lưu tâm tới những mối nguy rủi ro không lường trước. Hạn chế tối đa mâu thuẫn với người khác là cách để bạn bảo vệ bản thân trong tháng này.
Nếu không chỉ tự rước họa thì phi vào thân. Tranh cãi vốn là điều không cần thiết, bạn cứ làm tốt công việc của mình là được. Nhìn chung, bạn nên duy trì việc hợp tác tốt với đồng nghiệp, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo và khách hàng sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Đồng thời, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho việc đảm nhận nhiều trách nhiệm và áp lực hơn. Hãy đáp lại những thử thách, khó khăn bằng thái độ tích cực. Việc học hỏi và nâng cao khả năng của mình cũng rất cần thiết. Đừng quên tận dụng những cơ hội được quý nhân phù trợ để ngày càng hoàn thiện chuyên môn của bản thân. Tháng 10 âm lịch này, cùng với sự nghiệp thăng tiến, tài chính của tuổi Đinh Mùi cũng hứa hẹn có bước nhảy vọt. Tháng này, bản mệnh không lo thiếu tiền, tài lộc dồi dào. Dù là chính tài hay thiên tài, người làm công ăn lương hứa hẹn có thể ký kết nhiều hợp đồng. Tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Điều này mang về cho bạn không ít hoa hồng bỏ túi, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu không phải nghĩ. Người làm đầu tư kinh doanh trong tháng này cũng tràn đầy tự tin vào bản lĩnh của mình, dựa vào nhân duyên tốt mà bán hàng chạy như tôm tươi. Lợi nhuận tăng vọt, bản mệnh cảm thấy vô cùng hy vọng vào tương lai và dám thử sức, dám dấn thân. Tài chính tháng này của tuổi Đinh Mùi được cải thiện nhanh chóng, nhưng quan trọng không kém là vẫn cần phải quản lý cẩn thận việc đầu tư, cân bằng thu chi đều cần đưa ra những quyết định sáng suốt. Đồng thời, bạn có thể nhận được lợi nhuận ổn định hơn bằng cách lựa chọn cẩn thận các kênh đầu tư và phương pháp quản lý tài chính phù hợp. Một số người cũng có điều kiện giải quyết các khoản nợ trước đó, giải tỏa áp lực tinh thần. Tuy nhiên, bạn nên chú ý kiếm tiền là giải pháp lâu dài. Đừng hủy hoại sự giàu có của mình chỉ vì những hành động đi đường tắt như đánh bạc đỏ đen, bất chấp luật pháp. Tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi đón nhiều tin tức tốt lành, may mắn về tình duyên sẽ đến. Nhờ những nỗ lực của chính con giáp này, đời sống tình cảm của bản mệnh ngày càng thăng hoa. Người độc thân hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại nhờ những cuộc gặp gỡ tình cờ và thú vị trong tháng. Nhân duyên tốt lành là cơ hội tuyệt vời để bạn gác lại quá khứ sau lưng, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai. Hạnh phúc đang ở phía trước chờ đón bạn. Với người đã có gia đình, thời điểm này cũng rất thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, giận hờn và hâm nóng tình cảm, giúp gia đạo êm ấm. Cả gia đình bạn có thể thu xếp thời gian để đi du lịch cùng nhau. Nhìn chung, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong tháng 10 âm lịch này bình ổn, có điều dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ. Bản mệnh có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, tuy không quá đáng ngại, nhưng lâu dài vẫn tác động xấu tới cơ thể bạn. Cách tốt nhất để con giáp này đảm bảo sức khỏe là chú ý cần nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, khi đó, các triệu chứng mệt mỏi sẽ chấm dứt. Bên cạnh đó, bạn nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, cũng như tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh, ảnh hưởng điềm báo về tai nạn hoặc sự cố không mong muốn. Do đó, bạn nên hạn chế đi ra ngoài quá khuya. Chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có chất kích thích. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi tháng này khó có thể phát triển được do chịu tác động của cục diện tương hại. Nhiều kế hoạch không tiến triển như ý là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình. Đừng tìm cách trốn tránh hiện thực, đổ tội cho nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Trên thực tế, bạn quá nóng nảy, cái tôi cá nhân lại quá cao, nên thường đắc tội với người khác lúc nào không hay. Những lời nói, hành động của bạn tưởng là bình thường, nhưng lại khiến người nghe tổn thương, thậm chí là phản cảm. Tháng này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối khiến công việc của con giáp này gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có cái nhìn quá bi quan trong hoàn cảnh hiện tại. Cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, khiêm tốn hơn trong cách cư xử, đồng thời dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận lỗi sai và cố gắng sửa đổi thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến. Cách hành xử của bạn chính là yếu tố cốt lõi khiến bạn thành công hay thất bại trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, dù phải đối diện với thất bại, tuổi Đinh Mùi cũng cần phải giữ tinh thần tỉnh táo và tích cực. Thay vì thất vọng, oán trách người này người khác, bạn cần học được những kinh nghiệm hữu ích để không còn mắc phải trong tương lai. Tháng 11 âm lịch này, nếu tuổi Đinh Mùi mong muốn một tháng tài chính dư dả, tiền tài đổ về túi ầm ầm thì có lẽ bạn sẽ phải thất vọng.
tháng này đồng tiền thu về khá ít ỏi. Hơn nữa, bản mệnh còn phải chi tiêu cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Tương hại cho thấy, con giáp này rất dễ vướng phải rắc rối với các đối thủ cạnh tranh. Bạn cần phải thực sự tỉnh táo để nhận ra đâu là cái bẫy mà kẻ xấu đặt ra. Đừng vì tham lam cái lợi trước mắt mà rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Muốn kiếm tiền, bạn cần phải vất vả bỏ công bỏ sức, chứ không thể nghĩ đến việc hưởng lợi từ trên trời rơi xuống. Một điều quan trọng khác mà bạn cần phải chú ý trong tháng này chính là giữ chữ tín của mình. Dù ở hoàn cảnh thế nào, bản mệnh cũng phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Nếu không, hình ảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bạn bảo vệ được cái lợi nhất thời của mình, nhưng đánh mất lòng tin của khách hàng, việc kinh doanh tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên con giáp này tốt nhất hãy chăm chỉ làm việc, hoàn thành cho tốt những kế hoạch đang dang dở. Đừng vội vàng mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, bạn cần có thêm thời gian để thu thập thông tin, bổ sung kiến thức trước khi dốc tiền vào một lĩnh vực nào đó. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cho thấy tuổi Đinh Mùi dễ phung phí tiền cho các hoạt động chi tiêu hàng ngày. Thoạt nhìn đó là những khoản tiền không đáng kể, nhưng đến khi cộng gộp vào thì đó là một khoản kha khá đấy. Tháng này, quan hệ vợ chồng của tuổi Đinh Mùi ngày càng trở nên nhạt nhòa, thậm chí bạn có những suy nghĩ không hay về tình cảnh hiện tại, những bất mãn về người ấy khiến bạn không còn muốn trở về nhà. Vợ chồng không hài lòng với nhau việc gì thì nên thẳng thắn trao đổi, đừng nên giữ ở trong lòng. Nếu bạn không nói ra thì người ấy sẽ chẳng thể nào tự biết và tự thay đổi đúng theo ý bạn được. Hơn nữa, nếu bản mệnh không biết quý trọng điều mình đang có, thì kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bạn hãy là một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ có trách nhiệm hơn, đừng để mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến. Người độc thân tháng này không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm nửa kia, thậm chí bạn có phản ứng khá gay gắt khi người thân quen giới thiệu cho các đối tượng để tìm hiểu. Khoảng thời gian này, bạn thích dành thời gian cho sở thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người xa lạ. May mắn là sức khỏe tuổi Đinh Mùi trong tháng 11 âm lịch này vẫn khá ổn định, bạn phải dành thời gian giải quyết nhiều rắc rối, nhưng không lâm vào cảnh mệt mỏi, kiệt sức. Hãy giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự, trao đổi với mọi người, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể. Tản bộ hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày, các hoạt động đó sẽ đem lại tác động tích cực, giúp bạn nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến đâu, tuổi Đinh Mùi cũng nên sắp xếp thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thời gian biểu cũng cần sắp xếp khoa học, chớ vì quá bận rộn mà bỏ bữa hay dùng nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sẽ không phát triển được như ý muốn. Tuy nhiên, thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho người này người khác, thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, khắc phục những sai lầm không đáng có. Cục diện tương xung tác động mạnh mẽ đến con giáp này, khiến bạn thường xuyên chủ quan, chỉ cân nhắc vấn đề trên một phương diện nào đó mà không có cái nhìn bao quát. Thêm vào đó, bạn còn quá kiêu ngạo, có cái tôi cao nên ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác, dễ đẩy mình vào cảnh bế tắc, khó khăn. Các mối quan hệ của con giáp này cũng không mấy yên bình, bởi bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thì phi do tính tình khó chịu hoặc thường hay tò mò tọc mạch vào chuyện của người khác. Hãy nhắc nhở mình duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực tập trung vào nhiệm vụ của bản thân thay vì đưa chuyện về bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Tháng 12 âm lịch này, để thoát khỏi những rắc rối, khó khăn này, Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên tuổi Đinh Mùi hãy cẩn thận hơn khi làm việc, cân nhắc vấn đề kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy khiêm tốn và chủ động xin ý kiến từ những người đáng tin cậy. Nếu bạn có thái độ đúng đắn thì chẳng ai lại từ chối giúp đỡ bạn đâu. Vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mùi trong tháng cuối cùng của năm 2024 này cũng chẳng khá khẩm hơn. Con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác. Vì vậy, việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp thị phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua. Chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết. Nếu không vừa mất tiền bạc,
vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Tháng này đại hao cho thấy bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên, trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Ai đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận, đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống, không làm gì cũng vẫn nhận được. Chuyện tình cảm của tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch này cũng là những nốt trầm buồn, những rạn nứt, tổn thương liên tục xảy đến, khiến bạn khó có thể vui vẻ hay suy nghĩ tích cực. Người độc thân đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai, nên khó có thể tìm được người ưng ý. Hơn nữa, cách hành xử kiêu ngạo của bản mệnh cũng khiến cho người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận. Rất có thể bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong tháng cuối năm này. Với người đã có gia đình, bạn cần tránh mâu thuẫn, cãi cọ với nửa kia, khiến cho bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Vợ chồng có gì thì nên bình tĩnh trao đổi với nhau, chớ nên to tiếng, nóng nảy, thậm chí có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua. Có thể bạn sẽ tìm thấy động lực và mục tiêu cố gắng mà mình bỏ quên. Bạn cũng nên trân trọng những gì mà mình đang có. Điều gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau, chớ nên chấp giặt những điều nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, tuổi Đinh Mùi cũng cần hành xử tế nhị hơn, tránh tò mò tọc mạch vào chuyện riêng của người khác, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu mà bạn cũng dễ vướng vào thị phi. Tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Mùi trong tháng 12 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu. Con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm, việc tiệc tùng xã giao là không thể tránh khỏi, song bạn nên hạn chế uống rượu bia. Ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng, khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh chủ về tiêu tán tiền của. Dân gian có câu sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, ý chỉ năm có sao này chiếu thì tiền bạc biến động mạnh, tiền dù có làm ra nhiều nhưng cũng tiêu tán mạnh, khó mà tích lũy. Sao này còn gây bất lợi về công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán có tiểu nhân quấy phá, hao tốn nhiều tiền của, thậm chí trắng tay. Thái Bạch xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Xem tử vi 2024 tuổi Đinh Mùi nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mùi 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Mùi nam mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến.
giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là phúc tinh, mang tới sự cát lành, vui tươi, được toại nguyện ước mơ cho nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967. Các tinh này trợ mệnh rất tốt cho nữ giới. Nó cũng có tác dụng hóa giải hữu hiệu khi gặp khó khăn, hứa hẹn mang tới nhiều điều vui tươi, may mắn cho bản mệnh trong năm 2024. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Hạn Quỳnh Tuyền chủ yếu gây đau ốm, hao tài. Bản mệnh trong năm dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém. Nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi gặp khó khăn hơn. Xem tử vi 2024 tuổi Đinh Mùi nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mùi 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Mùi nữ mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý, một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Quá giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sống khiêm tốn không hề dễ dàng, vì chúng ta luôn thích được thể hiện cái tôi, bản ngã của mình, để người đời biết rằng bản thân cũng là một người đáng được quan tâm, chú ý của xã hội. Câu chuyện Tiều Phu và Chí Giả. Câu chuyện kể rằng, Tiều Phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng, nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua, sẽ mất cho Tiều Phu 10 đồng, ngược lại, Tiều Phu thua sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như minh nhường Tiều Phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Người Tiều Phu thấy vậy, chỉ mỉm cười đồng ý,
Ông vốn không muốn phân tài cao thấp hay kiếm tiền từ việc cá cược, nhưng ông muốn cho vị học giả hiểu ra giá trị sâu sắc hơn của trí tuệ nên đã đồng ý. Đầu tiên, Tiều Phu ra câu đố: vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân nhưng khi lên bờ chỉ còn 10 cân? Học giả dắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho Tiều Phu 10 đồng. Sau đó ông hỏi Tiều Phu câu trả lời là gì, tôi cũng không biết. Tiều Phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm, thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt, không nói được lời nào. Còn vì Tiều Phu chỉ mỉm cười từ bi, trí tuệ không có nghĩa là khoe ra cho người ta biết, mới thể hiện được sự khôn ngoan, sống khiêm tốn mới thực sự là thể hiện tri thức hơn người. Những điều tốt vẫn luôn có những điều tốt hơn thay thế, cuộc sống biến đổi không ngừng, chúng ta phải luôn học hỏi. Nhưng cũng có những người cho rằng mình đã trên thông thiên văn, giới tường địa lý mà không chịu tiếp nhận. Họ cứ muốn ôm giữ mãi một thứ cũ rích mà họ có được, rồi tự ảo tưởng rằng mình trí tuệ hơn người. Kinh nghiệm của người xưa khi qua sông, thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước để phỏng đoán độ sâu của con sông. Bọt nước bắn lên càng cao thì chứng tỏ nước sông càng cạn, càng nông. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh lớn thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu, thậm chí là sâu không thể đo được. Nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động. Làm người cũng nên như vậy, mình biết hơn người ta vấn đề này, nhưng vấn đề khác thì không có kiến thức gì. Vậy nên, con người cần có một tâm thái rộng mở để đón nhận những cái mới và khiêm tốn học hỏi. Cổ nhân có câu, nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn. Mỗi người thông thường chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất hàng chục năm, thậm chí cả đời để học cách im lặng. Cho nên nói là một loại năng lực, nói đúng chỗ, đúng lúc lại là một loại trí tuệ. Người vốn có tính khiêm tốn thường hay tự cho rằng kiến thức của mình vẫn còn nhỏ bé, còn phải tiến thêm nữa và cần phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có sẵn tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường không đáng kể, luôn luôn tìm đủ mọi phương diện để học hỏi thêm lên. Làm cách nào để sống khiêm tốn? Thứ nhất, thừa nhận giới hạn của bản thân. Bạn phải chấp nhận là mình không giỏi tất cả hay bất kỳ việc gì. Cho dù bạn tài năng đến đâu thì sẽ luôn có người giỏi hơn bạn. Ở một khía cạnh nào đó, nhìn vào những người giỏi hơn và xem xét tiềm năng phát triển bản thân, không có ai là giỏi nhất, bất kể ở mặt nào. Mình không phải là hoàn hảo, mình vẫn còn nhiều thiếu sót, sự yếu kém về cả thể chất, tinh thần, nhận thức. Hãy thừa nhận sự thật đó và hãy thật khiêm tốn nhận sự giúp đỡ của tha nhân với lòng thành kính và lời cảm ơn chân thành nhất. Thứ hai, ý tứ khi nói chuyện. Người khiêm tốn không nhất thiết phải quá ngại ngùng hay không có tí lòng tự trọng nào. Tuy nhiên, người khiêm tốn nên lưu tâm đến những người đang nói chuyện với họ và không nói lấn lướt hay cắt ngang lời bất kỳ ai. Muốn làm người khiêm tốn, bạn nên thừa nhận rằng mọi người, kể cả bạn, có mục tiêu và ước mơ riêng, và họ cũng muốn nói về thành tựu và quan điểm của mình đối với các sự việc. Thứ ba, không dành hết công lao về mình. Chúng ta là con người và những gì chúng ta có hiện nay chịu sự ảnh hưởng và dẫn dắt rất lớn từ người khác. Vô số người đã hỗ trợ và giúp đỡ để chúng ta được như hôm nay và để chúng ta đạt được giấc mơ, tự hào về thành tựu của bản thân là hoàn toàn bình thường. Nhưng nên nhớ, không ai có thể hoàn toàn tự mình làm được việc gì, và rằng bạn đã là con người thì chúng ta phải hỗ trợ nhau đạt được mục tiêu, chia sẻ tình yêu, thừa nhận những người đã giúp đỡ mình trên con đường thành công. Thứ tư, nhận ra khuyết điểm của bản thân. Chúng ta thường phán xét người khác vì điều đó dễ hơn nhiều so với nhận xét chính mình, tiếc là việc này hoàn toàn không tốt và lại còn có hại cho nhiều trường hợp hơn. Phán xét người khác gây ra bất hòa trong mối quan hệ, ngăn cản sự phát triển của các mối quan hệ mới. Tệ hơn nữa là chúng ta không thể tiến bộ. Nếu có thói quen này, mọi người đều có sai sót. Chúng ta thường xuyên phán xét người khác mà không nhận ra. Bạn có thể tập thói quen này, cố gắng phát hiện những lúc mình có suy nghĩ phán xét người khác. Khi đó, thay vì phán xét họ, bạn hãy phán xét chính mình, xem xét cách để cải thiện bản thân thay vì suy nghĩ cách người khác nên hành động. Sau cùng, bạn không thể kiểm soát hành vi và lựa chọn của người khác, nhưng của bạn thì được, làm việc với khuyết điểm của mình. Nhớ rằng sự phát triển và tiến bộ
là một quá trình kéo dài suốt đời và không bao giờ ngừng, cho dù bạn đã rất giỏi việc gì đó. Thứ năm, thừa nhận những sai sót. Hãy lắng nghe những dấu hiệu, sự góp ý, lời khuyên phản ứng từ những người khác, từ môi trường, từ những biểu hiện. Từ đó bạn sẽ tìm ra khuyết điểm của mình, nhận thấy rằng mình không hoàn hảo để cố gắng hơn nữa. Thứ sáu, tránh khoác lác. Có lòng tự trọng lành mạnh, họ cảm thấy tự hào về thành tựu của mình là chuyện bình thường, nhưng không ai thích người thường xuyên kéo sự chú ý về họ và thành công của họ. Nếu bạn cảm thấy mình đã làm được một việc thật tuyệt vời, nhiều khả năng người khác đã nhận ra điều đó và họ sẽ tôn trọng bạn nhiều hơn vì sự khiêm tốn. Thứ bảy, biết ơn những gì bạn có. Biết ơn những gì ta đang có, luôn tự nhủ rằng những cái căn bản nhất ta đều có, không do ta mà có. Ta có bộ óc tốt, có khuôn mặt xinh, thân hình đẹp, giọng hát hay, không phải do ta có được mà là may mắn ban cho. Nên thay vì kiêu ngạo thì hãy biết ơn với lòng thành kính. Thứ tám, không sợ phạm lỗi. Một phần của sự khiêm tốn đó là hiểu rằng bạn sẽ phạm lỗi, hiểu được điều này và hiểu rằng mọi người đều phạm lỗi, bạn sẽ gạt được gánh nặng khỏi đôi vai mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa bạn nên làm việc cẩu thả, cố gắng tránh những sai sót quá đơn giản, nhưng không sợ thử các phương pháp hay cách thức mới để đạt được mục tiêu. Mỗi người chỉ có một trải nghiệm, một phần nhỏ của cuộc sống, vào một thời gian nào đó, luôn luôn có những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn bạn. Ý kiến của người lớn tuổi hơn đáng để cho bạn tham khảo, nhưng bạn phải quyết định dựa trên sự hiểu biết của mình đối với họ. Dân, quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trong 3 tháng cuối năm 2024, hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.